Yo, hello, what's up, chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em game tài chế mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một subscribe ủng hộ channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video không chờ tôi like thì chúng ta tiếp tục vui chơi sự kiện anh em và cùng nhau đi chốt event mini game may mắn mỗi ngày cho các bạn. Ok, 3 phần quà hấp dẫn chạy cho 3 bạn may mắn sẽ nhận được phần quà bên kênh. Anh em không thú đừng quên đăng ký kênh và tham gia theo dõi channel để tham gia. Giờ thì vào việc anh em, đầu tiên hốt qua rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nốt việc dở ngày hôm qua đó, ấp chị đẹp Nico Robin anh em, cô nàng lên E5. Đây, tôi vừa đổi ít form food về các bạn. Đó, giờ thì chị đẹp chính thức lên E5 rồi. Ô nhưng ảo nhỉ, E5 giờ mới bằng được chiến E3 bên đặc chính của tôi anh em. À, E2 chứ, E2 tôi bên kia tôi đã 2 triệu mấy rồi. Cái này người ta khoảng cách với album nên em. Tối nay chúng ta sẽ up album này luôn anh em nhá. Cái lần đây anh em lần xong chúng tôi sẽ ra up album luôn anh em. Rồi, 2 triệu 1. Rồi lên 2 triệu 1 anh em. Ok, sự kiện nè các bạn. Xem quên mất. Hồn hải tặc anh em, đổi 2 form linh chi 10 sao về. Rồi. Chúng ta sẽ làm việc đầu tiên, đó là mở album anh em. Ok, cần quét nào. Album. Thằng này theo tôi nhớ không nhầm thì mới đang dở album 7 à. 7.4 anh em, còn 2 tầm cuối. Căng đấy nhờ, cũng căng đấy anh em. Cũng căng đấy, không phải đùa đâu các bạn. Ok, tới nào. Vô. Ây da. Còn một tấm anh em. Chưa gì hết 4k rồi, may quá. Rồi 7.5 anh em. Tới 7.5 nào. Ô kìa, vừa mới ra có 2 tấm đã trùng được rồi trời. Vừa mới ra 2 tấm mà đã trùng được rồi à. Đúng rồi, hay quá, tới nào. Đúng rồi, tới đi, ô kìa. À, thế nhờ, đừng trùng nữa. Đừng trùng nữa nào. Ừ. Ây da, còn 3 tấm nghe căng đấy nhờ. Thèm album mạc này nghe căng giá man anh em, 17k mà không lẽ không được, lấy 2 tấm. Ô kìa. Ô, còn 2 tấm cuối này nghe hơi căng ấy nha. Uầy. Chuyện thật như đùa anh em. Ừ. Rồi, còn tấm cuối nên nốt nổi không? Rồi, cái này có lên nổi không trời? Uầy. Đừng nói vậy chứ. Đùa thề. 17k album anh em. May quá, vừa tròn đấy các bạn. Vừa tròn xong anh em tự không mở được nữa. Thôi cũng hơi toang. Vâng, thì đây được 2 tấm thì thôi. Ít nhiều thì có hơn không các bạn. Cay nhờ. Nuốt giá man các bạn. 17k album của tôi anh em. Khó khăn thế. Hàng này còn 217 có bia vàng à. Yeah. Dùng nào, nếu 100 xu anh em. Rồi 15 rương nính chỉ 10 sao. Hai trăm rồi anh em. Thả mời có bia vàng rồi. Ok, mở nào. Đó, giờ thả mời có bia vàng rồi anh em. Xong chúng ta đi đập có bia vàng tính tiếp anh em. Dùng nào, 10 dương tiếp theo. 10 dương cuối cùng. Dương đến chỉ 10 sao bằng này. Nghe hơi bị dư giả đấy các bạn. Đây nào. Ok kìa.
là bạn Hoàng. Chắc là anh em nó chơi không chiếu nha, chào mọi người nha. Ok, buổi chốt event thì chắc diễn ra cuối video, nên dành cho bạn nào đang hóng code thì là anh em phải tham gia mini game mới nhận được nhá, chứ không phải là cứ vào đây là nhận được đâu anh em. Đâu bạn nào mà nỡ hẹn hôm nay chưa tham gia thì ngày mai các bạn, ngày mai quay lại. Ô, hôm nay là hôm nay vào lại có tính năng Ngọc Vega này. Ừ, là anh quay đi anh ơi lại, anh em cứ kiện tôi biết cái vụ này thôi. Nên đau đầu, lúc nó lên rồi đấy, lúc không anh em chả biết được nào một lần. Lúc thì nó ra, lúc thì nó không ạ, chịu chả biết được nào một lần anh em. Ôi, quyển sự kiện nào. Nhân phẩm tí nào. Tí nhân phẩm anh em. Đây là được 7 lần à. Làm thêm 1-2 chị đẹp Nico Robin là được rồi các bạn. Đâu cần nhiều đâu. Chẳng bấy nhiêu thôi là đã đủ rồi. Không yêu cầu cao, chạy đòi hỏi nhiều các bạn. Chỉ đơn giản thôi. Cho xin một vài form chị đẹp Nico Robin nữa. Robin Wallo đấy anh em. Là đã đủ rồi. Ok, tới nào. Rồi, tiếp tục. Còn hơn 150 cốc anh em. Rồi, tới nào. 137. 120. 117. Phần kỳ. Tiếp tục. Bon Lay Robin. Còn hơn 80 thùng nữa anh em. Rồi nào. Biết là mùa này anh em quẩy sự kiện đâu rồi. Tầm này chắc là đa số anh em cũng full thùng muốn tiết hết rồi đúng không? Em mấy rồi? Comment nào. Hôm nay không hỏi, không nay không nói gì hết. Anh ấy khoe nhân phẩm thôi. Giờ anh em úp Nico Robin em mấy rồi? Thế tuần này cũng có mấy bạn lên E5 rồi anh. Thè nhân phẩm rã man mấy bạn ấy. Tôi thì cũng nhận cũng nhân phẩm nhưng mà cũng còn thua anh em. Nhân cũng nhân anh em nhân bánh thôi. Chứ ăn thua lắm. Ôi giời gáp. Khó nhờ. Ủa cán mốc sự kiện luôn rồi. Sao mà ít thế ta? Vừa đủ 20 túi rồi các bạn, ngon này. Chưa mộ đặc biệt xong này, chưa quay chưa? Ok, tạm hiểu các bạn, tạm hiểu. Vòng quay nào. Su vòng quay cao cấp. 87, thiếu 13 viên nữa. Kiếm đâu ra giờ nhỉ? 13 viên nữa anh em. Rồi vào vực thẳm đây anh em. Này chị Robin hôm nay lại lên một bậc mới rồi các bạn. Rách này. Đây chứ. Capson gang BG. Rồi tấn công các bạn. Tấn công nào. Ôi dồi, càng đây. Ô, đen đâu. Kìa. Đúng rồi, làm gì đi chứ, BG. Mất công nuôi lớn là để thế thôi à. Cái này hơi căng đấy. Ôi dồi, còn ra shop anh em. Ừ. May quá. Hay quá. Hay quá, BG ơi. Tuyệt vời. Dâu đen ra anh em, cho Big Mom lên luôn đi. Cho mình lần Big Mom lên các bạn, không hợp lý. Rồi. Ôi dồi luôn. Thôi anh em bỏ đi. Không làm gì được đâu. Rồi. À, còn hơn 600 form này anh em này. Và để kiếm chị đẹp Robin còn hơn. Lau
Moria, Kinemon, Gyro. Một form nó không có à? Carrot, Funky. Còn 3 lượt nữa anh em. Inversi là trong được tí. Carrot. Ôi, chốt đe phần các bạn ạ. Ok các bạn, đã chỉ được 49 like à, đã thiếu like rồi anh em. Ở bữa nay thì Migame sẽ chuyển vào buổi sáng nha, nên anh em nào muốn tham gia thì nhớ đăng ký kênh và tham gia sớm vào buổi sáng anh em, vì chưa tốn chốt hơi sớm nên các bạn tranh thủ tham gia sớm và nhận quà. Ok các bạn, giờ thì chúng ta cùng nhau đi random 5 lượt tìm ra người trúng giải tối nay nào. Ai sẽ là người may mắn tối nay trúng giải đây? Người trúng giải sẽ là người có comment bất kỳ và đã để tên Facebook của mình. Ok, nửa đảo tên thì hay hơn. Chào bạn Hà Thanh nha, bạn mà comment thêm tên Facebook là bạn có quà rồi, tiếc thật. Ui, xong comment tham gia sự kiện là có rồi. Xóa đi tải lại tính năng anh em thử. Tính năng anh em thử rồi. Ok Sơn Nguyễn nhá, thì anh cũng nói với anh em rồi, bạn nào muốn thử cái đấy thì xóa đi tải lại được mà. Ok Tăng Văn. Ok, chúc mừng bạn Tăng Văn với nick YouTube là Tỏi Tiến nhá. Ok, chúc mừng bạn đã trúng giải lần này, vô đăng trang tin của Facebook để nhận quà nhá. Ok, đó video tối nay kết thúc thôi. Hẹn gặp anh em tuần theo giờ thì bye bye mọi người.